Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Daewoo Gentra X. Phiên bản Gentra X này là phiên bản số tự động rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Cái phiên bản số tự động này thì xe được trang bị full option rồi. Từ nội thất ra la răng đúc cho đến cửa sổ nóc đã có đầy đủ rồi các bạn nhá. Rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Gentra X 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Gentra sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài, cái phần nước sơn bên ngoài của một chiếc xe 2010, tính ra là đã sử dụng được 13 năm rồi quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Cái phần thân vỏ bên ngoài đây rất là cứng cáp này, nước sơn zin của xe cũng còn tương đối là nhiều. Với những chiếc xe ở Hà Nội thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, rất là đông, cho nên là cái việc xước sát thì không thể tránh khỏi được, nhất là ở những cái phần ba lần sốc trước này. Đấy, những cái phần xước sát này thì cũng rất là nhỏ đấy nhá, nhưng không bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu quý bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đây cái phần sườn, đây là cái phần sườn bên lái các bạn nhá. Rất là đẹp này, cabo sơn zin này. Đấy, sườn bên phụ các bạn này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Rất đẹp luôn, từ những cụm đèn pha này cũng còn rất là đẹp này. Đó. Xi nhan được tích hợp cả trên tai. Ở cái phiên bản SX này thì Gentra cũng đã được trang bị cả cửa nóc rồi các bạn nhé. Cửa nóc đuôi gió sau này, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này. Cụm đèn hậu rất mới, rất là đẹp, phiên bản Gentra SX. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị các bạn ạ. Và cái dàn lốp của chiếc xe này còn rất là dày. Đấy, dàn lốp rất dày, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không bị tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Còn nguyên bản hết đây. Dàn lốp còn rất là dày. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe còn rất là cứng cáp quý bạn ạ. Không có bị va chạm gì đâu quý bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Gentra 2010 này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý bạn xem về cái phần keo chỉ cánh cửa, cánh cửa trước bên lái đây quý bạn này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên. Tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam từ cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi quý bạn ạ. Toàn bộ từ những cái phần tắp bi cánh cửa này,
những cái nút điều chỉnh lên xuống kính này còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Với những chiếc xe nhập khẩu này thì không có chạy taxi, không có chạy dịch vụ gì đâu các bạn nhé. Nội thất cũng đã được trang bị là nội thất da, nội thất ghế da rồi. Gương chiếu hậu gập điện này, cửa sổ nóc này, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Hộp số thì tự động này, cần số rất mới, rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau đây, keo chỉ còn nguyên nhá, chưa có bị mối mọt gì đâu quý bạn ạ. Rất là chắc chắn này. Đấy, đa số những chiếc xe thì tầm này là bây giờ sẽ bị mọt ở đây rồi này. Những chiếc xe này là còn nguyên, còn rất đẹp này. Đấy, bên trong, nội thất bên trong cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bước lên xe để giới thiệu cho quý vị và các bạn này. Xe thì cũng đã được trang bị là đầu màn hình thông minh đầy đủ rồi các bạn này. Đồng hồ công tơ mét đây. Đấy, tôi đã nổ máy chiếc xe này lên các bạn nhé. Chiếc xe này đã lăn bánh được là 9.6 km rồi. Màn hình này thì đã được chủ xe trang bị thêm một cái màn hình rất là xịn của Toyota. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, còn rất mới, rất là đẹp như này. Cửa số nóc đầy đủ rồi các bạn nhé. Đấy, cửa nóc đầy đủ hết luôn rồi này. Đấy, bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, tôi sẽ ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị bạn cùng xem nhé. Cốp sau của chiếc xe đây, thưa quý vị các bạn. Cốp sau này là những cái phiên bản hatchback này thì phải dùng chìa để mở, hoặc là có thể mở từ đằng trước này. Cốp sau của chiếc xe đây các bạn này. Ốc cốp sau là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa có bị tháo ra đâu, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau này. Keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên luôn này. Keo chỉ còn nguyên luôn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang sử dụng hàng ngày cho nên là vẫn còn đồ đạc đây quý bạn này. Loa súp gầm này, loa súp để cốp sau này, lốp sơ cua đầy đủ hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, rất là cứng cáp phiên bản SX các bạn nhé. Phiên bản SX, phiên bản số tự động. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa còn nguyên luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da phía sau. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên, táp bi cánh cửa thì còn rất là đẹp này. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Đều rất là đẹp luôn rồi này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, nói chung là nội thất thì rất là đẹp rồi. Một chiếc xe là sau 13 năm sử dụng rồi quý bạn nhé. Với hơn 9 vạn km thôi, rất là mới, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này được sản xuất năm 2010 và động cơ thì cũng còn rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị và các bạn ạ, cho nên là cái động cơ nó hơi bẩn một chút quý bạn nhé. Đấy, sau 13 năm sử dụng mà động cơ cũng còn rất là đẹp quý bạn này. Một chiếc xe nhập khẩu đến từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Còn rất mới, rất là đẹp này. Ốc cabo, ốc cabo là còn nguyên bản này.
keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết này, ốc cabo còn nguyên hết này. Đấy, nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì thì các bạn xem đây, từ những cái tem còn nguyên này, chưa có bị vết bóc đi đâu nhé. Đấy, phần đầu này còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Số khung đây, số khung của chiếc xe này đây, rất nét luôn. Một chiếc xe nhập khẩu đến từ đất nước Hàn Quốc quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Daewoo Gentra X sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 9 vạn km quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Gentra X 2010 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 số tự động này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.